Có thân người mới đủ điều kiện tu hành thoát khổ. Câu hỏi của cháu Dũng hỏi: Kính bạch thầy, trong sách của thầy có nói người đánh mất thân này đến muôn ngàn kiếp sau cũng khó mà được làm người. Ví như con rùa mù tìm bọng cây ngoài biển, theo con hiểu đó là sau lúc chết đi, đến kiếp sau họ đâu còn biết họ là ai nữa, đó là cái nghiệp khổ của họ, chứ không phải họ chết rồi bị đi đầu thai làm các con vật khác, phải vậy không thưa thầy? Đáp: Sự hiểu biết của cháu là sự hiểu biết chấp đoàn các nghiệp ác kia tiếp tục đi tái sanh luân hồi. Cái nghiệp đó do ai làm ra? Có phải chính trong cuộc sống của chúng ta đã tạo ra nó không? Khi con người còn sống thường huân tập ác và thiện do lòng ham muốn tạo ra. Khi người chết chẳng còn một vật gì cả, nghĩa là không có thần thức, Phật tánh hoặc linh hồn, tất cả đều hủy diệt theo thân xác của họ. Nhưng cái còn lại là gì? Hành động thiện ác của chúng ta còn lại. Nó trở thành một cái lực rất mạnh, nên kinh gọi nó là nghiệp lực. Nghiệp lực cũng giống như đứa con của chúng ta sanh ra, tạo ra, rồi đứa con nghiệp lực của chúng ta lại sanh ra cháu nghiệp lực của chúng ta, cháu nghiệp lực của chúng ta lại sanh ra chít nghiệp lực của chúng ta, và cứ thế mãi mãi sanh ra trong vô lượng kiếp. Và mỗi nghiệp lực sanh ra như vậy đều do chúng ta mà có. Thế mà chúng ta vô trách nhiệm với những nghiệp lực này sao? Khi mà những nghiệp lực này mang đầy đau khổ, lúc nó thọ lấy thân người hoặc thân chúng sanh và mãi mãi muôn đời muôn kiếp, thì chúng ta là người cha mở ngọt, thân ngủ uổng đóng ngọt, sanh nó ra, có sao chúng ta không thấy trách nhiệm mình sao? Trong thư con hỏi, sau lúc chết đi, đến kiếp sau, họ đâu còn biết họ là ai nữa, đó là cái nghiệp khổ của họ, chứ không phải là họ chết đi bị đầu thai làm các con vật, phải không thưa thầy? Ví dụ như cháu có một đứa con, cháu có muốn cho đứa con ngoan tốt hiền lành, có hiếu thảo chăm học, không ham chơi, hay muốn có một đứa con không ngoan tốt, hung dữ, bất hiếu, không chăm học, thích chơi đùa không? Nếu cháu có một đứa con ngoan, tốt, hiền lành, có hiếu thì cháu có sung sướng không? Chắc hẳn là sung sướng phải không cháu? Bằng ngược lại, cháu có một đứa con không ngoan tốt, tánh tình hung ác, bất hiếu, thường thích chơi, không thích học thì cháu có khổ không? Chắc hẳn là khổ rồi, phải không cháu? Và như vậy, dù biết hay không biết về nghiệp của cháu ở quá khứ hay vị lai, cháu cũng đều phải có trách nhiệm trong hành động thiện ác của cháu đối với nghiệp. Vả lại, trong hiện kiếp của cháu, sự khổ vui của đời cháu đều do chính hành động nghiệp thiện ác của cháu. Nhưng trong thư cháu bảo, cũng không biết kiếp trước mình là ai cả, cũng như con. Giờ đây con đâu biết kiếp trước mình là ai, ở đâu, do vậy họ đâu có sợ làm điều ác, vì kiếp sau họ đâu biết họ là ai để mà đau, mà tiếc, mà ân hận, vân vân. Như thầy đã dạy, dù con có biết hay không biết kiếp đã qua và kiếp vị lai của con là ai, nhưng trong hiện tại con làm điều ác thì con không thể tránh khỏi mọi sự khổ đau. Vì thế, con phải có trách nhiệm bổn phận về đời sống hiện tại của con, nhất là con phải thấy và hiểu biết trách nhiệm và bổn phận của con trong cuộc sống hiện tại, là con không nên làm khổ con, không nên làm khổ người khác bằng những hành động ác thân miệng ý của con, vì những hành động ấy trong hiện tại đã khiến cho đời sống hiện kiếp của con phải gặp nhiều sự bất hạnh, khổ đau, bất tội nguyện và cay đắng vân vân. Con có biết không? Cho nên con còn phải hiểu biết về luật nhân quả đang chi phối
những hành động nghiệp thiện ác của con ở tương lai sau này, vì những hành động thiện ác của con trong hiện kiếp, mà vị lai bao nhiêu chúng sanh do nghiệp thiện ác ấy sanh ra phải chịu khổ đau, vui buồn, bất an, bất tội nguyện, vân vân. Đó là trách nhiệm đạo đức làm người con ạ. Con không thể thờ ơ để cho hành động thiện ác của con đi tái sanh mặc khổ vui kệ. Bởi vậy Đức Phật dạy, chúng sanh là những người thừa kế của nghiệp. Nghiệp là cha để ra chúng sanh. Thừa kế của nghiệp tức là nghiệp sanh ra chúng ta. Nếu chúng ta có đôi mắt nhìn xuyên thủng qua lớp áo thân nghiệp của chúng sanh, thì chúng ta sẽ thấy tất cả chúng sanh đều do nghiệp lực của chúng ta sanh ra. Chừng đó chúng ta có nỡ lòng nào ăn thịt chúng sanh không? Vì cầm dao cắt cổ gà, đập đầu cá là cầm dao cắt cổ cha mẹ mình, là đập đầu con cháu mình. Thì tự hỏi, con người có tình cảm, biết khổ đau, biết thương khóc, biết nức nở khi mất cha mất mẹ, thì làm sao chúng ta có những hành động ác ấy được? Còn ăn thịt chúng sanh là như ăn thịt cha mẹ, con cháu của mình, chứ đâu phải ai xa lạ. Chỉ có loài thú vật mới không có sự hiểu biết, mới ăn thịt cha mẹ con cháu như vậy. Nhưng con người thì chúng ta sao nỡ có những hành động ác độc ấy được. Là con người thì không thể sống như con thú vật được. Vì con người sống có đạo đức làm người, sống có tình cảm, sống có trí tuệ hiểu biết, thì không thể nào sống mang rờ hung ác như loài cầm thú được. Ví dụ, để cháu thấy nghiệp lực một người bình thường không có sân, đến khi gặp việc trái ý nghịch lòng, người ấy tức giận giống như một con thú dữ, đó gọi là nghiệp lực của sân. Chúng ta giết hại chúng sanh để ăn thịt lâu ngày thành thói quen ăn thịt. Thói quen ăn thịt tức là nghiệp lực, nên khi ăn uống không có thịt chúng sanh thì ăn uống không ngon. Do đó, nghiệp thích ăn thịt chúng sanh vẫn còn, nên tương ưng với thịt chúng sanh mà tái sanh làm chúng sanh. Một nghiệp lực như vậy có thể sanh ra làm trăm muôn con vật, để rồi tiếp tục sanh tử theo nghiệp của nó, vay trả trả vay. Còn những nghiệp lực thiền cũng tiếp tục tái sanh làm người. Một nghiệp lực thiền có thể sanh ra nhiều người tùy theo môi trường sống của hành tinh, tức là môi trường nhân quả trên quả địa cầu này. Mặc dù họ không biết họ là ai trong kiếp kế, nhưng nghiệp lực thiện ác của họ luôn luôn tiếp tục tái sanh luân hồi làm mọi thân chúng sanh. Khi cuộc sống hiện tại họ đã giết hại chúng sanh như thế nào, thì họ phải vay trả như thế nấy. Làm thân chúng sanh chỉ biết khổ đau mà không biết cách thoát khổ, nghĩa là làm thân chúng sanh không biết thiện ác. Chúng làm theo bản năng tự nhiên của chúng để bảo vệ sự sống, vì thế chúng phải chịu khổ vô vàn trong vô lượng ngàn muôn kiếp. Được thân người là khó. Hỏi, kính bạch thầy, người đánh mất thân này đến muôn ngàn kiếp sau cũng khó mà được làm người, ví như con rùa mù tìm bọng cây ngồi biển, xin thầy chỉ dạy cho con được rõ. Đáp, Đức Phật dạy, được thân người là khó. Khó có nghĩa là khó được thân người, chứ không phải là không được thân người. Khi hành động thiện ác của con đã trải qua một thời gian trả nghiệp của nó, thì nghiệp ấy là được sanh làm người. Một người làm ác luôn luôn làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì nghiệp ác ấy không bao giờ trở lại làm người. Cho nên Đức Phật ví dụ bọng cây và con rùa mù giữa biển, có nghĩa là nghiệp ác không bao giờ trở lại làm thân người nữa được, phải thời gian lâu lắm trả cho hết nghiệp ác đã làm. Khi trả hết nghiệp ác đã làm, thì nghiệp còn lại tương ưng với loài người thì mới sanh ra làm người. Ở đây, con nên hiểu mang lớp nghiệp chúng sanh là mang lớp nghiệp trả nợ máu xương mà con người đã từng gieo rắc.
đến chừng trả hết nghiệp ác của mình đã gây ra, thì mới tương ưng với nghiệp làm người, tức là mới đủ duyên sanh làm người. Vấn đề tái sinh luân hồi và nghiệp thiện ác không phải là vấn đề để cho người còn trí hữu hạn hiểu biết, càng luận về nhân quả luân hồi, càng bị tưởng tri lừa đảo, thành ra hiểu sai mất. Vấn đề này phải là người có trí vô hạn, không bị ngăn cách bởi không gian và thời gian mới thấu suốt, không bị tưởng tri đánh lừa. Vấn đề này là vấn đề không ích lợi, nên Đức Phật gọi là hí luận. Trong lúc con người còn bản năng loài cầm thú hung dữ chà đạp lên nhau vì miếng cơm manh áo và vật chất, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, cuộc sống con người không còn có đạo đức, khiến cho loài người quá khổ đau vì phải bon chen trong cuộc sống. Vấn đề Phật giáo là vấn đề lợi ích cho cuộc sống của con người, đó là đạo đức nhân bản, không làm khổ mình khổ người, chứ không phải ngồi thiền, niệm chú, tụng kinh, niệm Phật, hay để tìm hiểu nhân quả ba đời mà khiến cho con người hết khổ. Ngồi thiền, niệm chú, niệm Phật, tụng kinh, sám hối, hay tìm hiểu nhân quả ba đời, đó là những điều dễ bị tưởng lừa đảo, dối gạt người. Đạo Phật có mặt trên đất nước Việt Nam hơn 2.000 năm, chùa có khắp nơi, đâu đâu cũng có, mà dân tộc Việt Nam có hết khổ chưa? Chùa càng nhiều, càng tạo ra nhiều việc mê tín, lừa đảo, tiền mất tật mang. Hiện giờ, chùa tháp xây cất hàng tỷ tỷ bạc, chùa nào cũng đẹp đẽ khang trang như cung vàng điện ngọc. Tiền bạc của tín đồ đổ vào như nước mà có ích lợi gì? Đời vẫn còn khổ như vậy mà còn khổ hơn. Đạo đức con người càng ngày càng xuống dốc. Ngồi thiền, niệm Phật, niệm chú, tụng kinh, sám hối vân vân, có giải quyết được những gì lợi ích cho xã hội đâu? Hay là một sự tránh né của những người tiêu cực, hoặc có những người mượn sự vô minh của người khác làm giàu trên mồ hôi nước mắt bằng danh nghĩa tôn giáo? Trong lúc nhân dân Việt Nam nói riêng và con người trên hành tinh này nói chung đang cần có một nền đạo đức để con người đối xử với con người, đừng làm khổ cho nhau. Bởi vậy, cháu hỏi những điều này là những điều lừa bịp của các tôn giáo nói về con người bằng cách này hay bằng cách khác, chứ không bao giờ nói đúng về con người cả. Được thân người khó là khó ở năm tiêu chuẩn làm người, chứ không phải khó ở thân người. Thân người cũng giống như thân của loài động vật. Động vật sinh ra trùng trùng, thì con người cũng sinh ra trùng trùng. Như vậy, thân người như thân động vật thì không khó. Nhưng thân người khó là khó ở chỗ năm đức hạnh. Con người ngày một đông hơn. Câu hỏi của cháu Dũng hỏi kính bạch thầy, hiện nay trên thế giới dân số ngày một đông hơn mà điều ác càng ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn, tức là càng có nhiều điều ác hơn trước, vậy mà loài người càng lúc càng đông hơn, vậy có trái với luật nhân quả hay không? Thưa thầy, vì nhiều người làm ác thì không được làm người càng nhiều sau khi chết, mà sao dân số càng đông lên là sao vậy? Thưa thầy, theo luật nhân quả thì người phải ít đi mà súc vật phải nhiều mới đúng, mong thầy giải thích cho con hiểu. Đáp: theo kinh sách của Đức Phật đã dạy và xác định luật nhân quả rõ ràng, chư thiên giảm thì con người tăng, có nghĩa là thiện pháp giảm, ác pháp tăng. Câu hỏi của cháu trong thư ở trên, theo luật nhân quả như con hiểu thì người phải ít đi mà xuất vật phải nhiều mới đúng. Con hiểu luật nhân quả tái sinh như vậy không đúng. Con hiểu như vậy là hiểu theo linh hồn đi tái sanh, chứ không phải theo nghiệp thiện ác đi tái sanh. Con nên hiểu, con người cũng chỉ là một loài động vật như bao nhiêu loài động vật khác.
nhưng nó được xem là một loài động vật cao cấp hơn các loài động vật khác mà thôi. Người ta ví loài người là một loài động vật ác độc nhất trong các loài động vật trên hành tinh này. Nó có thể diệt tất cả các loài động vật trên hành tinh này, nhưng môi trường sống nhân quả sẽ không cho phép nó. Vì thế, nó càng ác độc thì nó lại càng sanh sôi nảy nở nhiều hơn. Để làm gì? Để nó tự giết nó, và từ nó sẽ diệt toàn bộ loài người trên hành tinh này nếu không có một nền đạo đức nhân bản nhân quả để giúp nó thoát ra khỏi bản chất của loài động vật, thì nó tự diệt chủng lấy nó. Tất cả các loài vật khác sanh ra với bản chất hiền lành tự nhiên của chúng, chúng chẳng có sự tư duy và biết thiện ác phải trái vân vân như con người. Chúng chỉ biết sống và bảo vệ sự sống, nên có lúc chúng ta thấy chúng rất hung dữ. Cái hung dữ của chúng là bản năng tự vệ, chứ không phải cái hung dữ như con người. Trong môi trường sống thì có 4 loại sinh: 1. Thấp sanh, 2. Nõn sanh, 3. Thai sanh, 4. Hóa sanh. Thấp sanh là những vật sanh ra nơi ẩm ướt như cỏ cây và những loài vi sinh vật. Những loài vật này sanh trước tiên mở ngọt, thuộc về ác nghiệp đóng ngọt. Nõn sanh là những loài sanh trứng như loài chim, loài bò sát. Là những loài vật này được sanh ra sau các loài thấp sanh mở ngọt, thuộc về ác nghiệp đóng ngọt. Thai sanh là những loài vật sanh con. Những loài vật này được sanh ra sau loài sanh trứng mở ngọt, thuộc về ác nghiệp đóng ngọt. Hóa sanh là những từ trường thiện được sanh ra do hành động làm thiện của con người. Nó luôn luôn có sự hiện diện trong môi trường sống của chúng ta. Nếu con người làm ác nhiều thì từ trường thiện sẽ giảm đi, và con người làm thiện nhiều thì từ trường thiện tăng lên. Từ trường thiện tăng lên thì con người và tất cả loài vật trên hành tinh này đều sống an vui, hạnh phúc, không bệnh tật, không tai nạn và không khổ đau. Môi trường sống sẽ không bị ô nhiễm. Sức khỏe của con người và loài vật được bảo đảm an toàn. Lúc bấy giờ, bệnh viện chỉ còn là một cổ tàn viện để con người đến tham quan vui chơi, chứ không có bệnh nhân. Với đôi mắt của Đức Phật nhìn suốt qua lốt nghiệp của mọi chúng sanh, nên chỉ thấy nó toàn là ác nghiệp, chứ không phải có người và loài vật, tức là từ con người cho đến những loài vật khác nhỏ nhít như loài côn trùng, sâu bò, đều là con người đang trả vay có một đạo luật nhân quả rất công bằng và công lý. Khi vô tình hay hữu ý, họ đã làm những điều ác mà giờ này họ phải làm thân chúng sanh để trả quả. Trả chừng nào hết thì họ mới được tái sanh làm người. Khi làm người, họ không biết thiện ác nên chạy theo tâm ham muốn, sanh ra nhiều ác pháp làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, tạo thành ác nghiệp, hay nói cho rõ hơn là từ trường ác. Từ trường ác ấy tiếp tục sanh làm các loài vật để thọ lấy những sự khổ đau mà không có phương pháp nào giải cứu được. Ngoại trừ chỉ có loài người nhờ có trí tuệ phân biệt được thiện ác, nên Đức Phật Ngài để lại cho chúng ta một kinh nghiệm sống của con người thoát khổ, chấm dứt sự trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi và mãi mãi ở trong từ trường thiền vĩnh viễn. Vì thế Đức Phật dạy: chư thiên tăng thì con người giảm, chư thiên giảm thì con người tăng. Có nghĩa là từ trường thiện tăng thì từ trường ác giảm, từ trường ác tăng thì từ trường thiện giảm. Nói cách khác cho dễ hiểu hơn: nhân quả thiện tăng thì nhân quả ác giảm, nhân quả ác tăng thì nhân quả thiện giảm. Bằng chứng, con người sanh nhiều và làm ác nhiều thì nhân quả ác tăng, nhân quả thiện giảm. Nhân quả ác tăng, nhân quả thiện giảm thì con người trên hành tinh này khổ nhiều, từ thiên tai dịch hòa đến những sự gian xảo lừa đảo giết hại nhau.
và những bệnh tật đủ mọi thứ cho đến những bệnh thời đại không thuốc trị. Bức thư của cháu so sánh ở trên con người và con vật thì không đúng luật nhân quả. So sánh luật nhân quả là so sánh thiện và ác, cho nên trong sáu nẻo luân hồi của đạo Phật là sáu trạng thái của tâm. Thứ nhất, trời là trạng thái tâm sống trong 10 điều lành gọi là thập thiện. Thứ hai, người là trạng thái tâm sống trong 5 điều lành gọi là ngũ giới. Thứ ba, Atula là trạng thái nóng giận, la hét, chửi mắng, đấm ngực, cào mặt. Thứ tư, ngạ quỷ là trạng thái đang bị đói mà không có thực phẩm ăn. Thứ năm, súc sanh là trạng thái ti tiền, nhỏ mọn, ích kỷ. Thứ sáu, địa ngục là trạng thái đau khổ như đang đau nhức do bệnh tật, do bị đánh đập. Trong sáu nẻo này, theo nhân quả được chia ra làm hai phần, thiện và ác. Một, trời là cõi thập thiền, có 33 cõi trời, tức là có 33 từ trường thiền, hay là 33 cấp thiền của trời. Hai, người là cõi ngũ giới, cõi ngũ giới có 5 đức: A, đức hiếu sinh; B, đức từ bỏ lấy của không cho; C, đức trung thủy; D, đức thành thật; E, đức bình mẫn. Người giữ gìn và sống 5 giới trọn vẹn mới thật sự là ở cõi người, còn không giữ gìn trọn vẹn như vậy thì không được gọi là cõi người, mà là mang hình người nhưng ở trong các cõi giới khác như Atula, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Người và các loài động vật đang ở trạng thái này đều được gọi là ở cõi ác, cõi khổ đau. Người làm ác phải thọ chịu những quả khổ. Những người đó được gọi là Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục là những cấp bậc khổ của con người, và sự khổ tận cùng là địa ngục. Trên đây là sự phân chia nhân quả để chúng ta khái niệm hình dung một mô hình nhân quả thiện ác của trời, người, Atula, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là một trạng thái thật sự, chứ không phải chúng ta tưởng tượng ra cảnh giới của sáu cõi luân hồi, vừa siêu hình, vừa hữu hình. Cho nên, kinh sách vào tưởng tượng nói ra, như vậy là kinh sách lại còn sai biệt mù. Như trong thư cháu nói, theo luật nhân quả, người phải ít đi mà súc vật nhiều mới đúng. Có lẽ cháu đã hiểu câu, được thân người là khó, nên mới suy luận nhân quả như vậy. Ý của Đức Phật ở đây, so sánh trong các loài động vật, thì loài người nhờ có bộ óc thông minh hơn các loài vật khác, nhờ đó loài người mới vượt thoát ra 4 sự đau khổ và chấm dứt luân hồi. Còn các loài động vật khác thì không thể vượt thoát được. Khi một người mất thân khó tìm lại được thân, chứ không phải Đức Phật nói con người ít đi, giảm đi hoặc con người không sanh ra nữa. Điểm này không phải cách đây 2.500 năm trong thời Đức Phật còn tại thế. Loài động vật trên hành tinh này gồm chung các loài người thì số lượng loài vật và người so sánh với hiện giờ thì chỉ bằng 1%, 1/1000, 1/1000. Còn hiện giờ, loài động vật mà người ta ăn thịt vừa săn bắt, những loài động vật hoang dã và vừa những loài động vật nuôi, một ngày loài người đã giết bao nhiêu loài vật trên hành tinh này để cung cấp làm thực phẩm nhu cầu hàng ngày cho con người. Như vậy số lượng đâu phải ít. Chỉ có loài vật hoang dã thì giảm, và có loài động vật bị loài người diệt chủng. Loài người càng sanh ra nhiều mà sống trong ác pháp thì đó là một nỗi lo âu của những người trí, vì nó sẽ diệt các loài động vật khác mà còn tự diệt nó bằng trí óc thông minh của nó, bằng chứng hiện giờ. Kế hoạch hóa gia đình là một hiện tượng con người giết con người. Cháu phải hiểu nhân quả tái sinh chứ không phải linh hồn tái sinh. Vì thế, một người còn sống
mà đã tạo ra nhân quả, thì nhân quả tiếp đi tái sanh những con người và những con vật khác. Những người ấy vẫn còn sống và tiếp tục những hành động nhân quả thiện ác khác. Rồi những hành động này tương ưng tiếp tục tái sanh cho đến khi những hành động cần tới nghiệp của người ấy đi tái sanh, khi người ấy chết. Cho nên nhân quả trùng trùng duyên sanh và cũng trùng trùng duyên diệt, đó là lời Đức Phật đã dạy: nhân quả trùng trùng sinh khởi. Cháu hãy nhìn cây đu đủ kia, trong một quả đu đủ có nhiều hạt, mỗi hạt lên một cây đu đủ, rồi cây đu đủ cho nhiều trái, mỗi trái có nhiều hạt, mỗi hạt lên một cây, nhưng cây đu đủ mẹ vẫn còn sống. So sánh nhân quả của cây đu đủ và nhân quả của con người thì có khác gì đâu, vì mọi vật trên thế gian này được sanh ra đều do nhân quả, sống trong nhân quả và chết cũng đi về nhân quả. Trừ những người tu chứng, họ đã ra ngoài quy luật nhân quả, không còn bị chi phối. Chúc cháu vui mạnh và sống đúng đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người. Kính thư tái bút. Sách của thầy viết là triển khai lại lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người đã dạy không có thế giới siêu hình, thiên đàng địa ngục, những cảnh giới siêu hình toàn là cảnh giới tưởng tri. Sách của thầy Chân Quang viết nói có thế giới siêu hình là do ảnh hưởng của kinh sách Phát Triển Bà La Môn và các tôn giáo khác, nhất là không đúng theo ý Phật dạy trong kinh Nikaya mở ngọt nguyên thủy đóng ngọt. Người tu giải thoát không có đi về đâu, vì không có cõi niết bàn để đi. Niết bàn chẳng qua là một danh từ để chỉ cho chân lý thứ ba mở ngọt diệt đế đóng ngọt. Diệt đế là một trạng thái tâm hết tham sân si, tức là một trạng thái tâm ly dục, ly ác pháp, vân vân. Cho nên một trạng thái tâm ly dục, ly ác pháp là cảnh giới của người giải thoát ở đó. Đó là một từ trường, không còn cái cảnh giới nào khác nữa. Khi tâm ly dục, ly ác pháp thì không còn nghiệp, nên không có tái sanh luân hồi. Khi người còn sống tâm ly dục, ly ác pháp thì giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Người giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào là ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Là người có tri kiến giải thoát. Tri kiến giải thoát là minh, chứ không còn vô minh nữa. Trong minh gồm có giới luật và tri kiến giải thoát, nên Phật dạy tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó. Tri kiến làm thanh tịnh giới luật làm thanh tịnh tri kiến. Như vậy, chỗ niết bàn đâu phải chỗ hết niệm, vì hết niệm làm sao có tri kiến, có giới luật. Tóm lại, niết bàn không phải là một cõi giới siêu hình, nó chỉ là chỗ tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Chừng như ngày 19 tháng 5 năm 2000, khỉ vườn có phải là thủy tổ của loài người không? Câu hỏi của cháu Dũng. Hỏi kính thưa thầy, từ trước tới nay khoa học đều khẳng định rằng con người là do khỉ vườn sinh ra, tức là thủy tổ của loài người, đó là thuyết tuyến hóa. Vậy đạo Phật nguyên thủy và theo trí vô hạn của thầy thì nguồn gốc loài người và rộng hơn là nguồn gốc vũ trụ là thế nào? Đáp: con khỉ không phải là thủy tổ của loài người như các nhà khoa học đã khẳng định. Con khỉ chỉ là con khỉ, một loài động vật như các loài động vật khác. Theo đạo Phật, con khỉ chỉ là một loài động vật cao cấp gần giống như con người. Nếu lấy con người làm tiêu chuẩn thì con khỉ chỉ là một con khỉ mà thôi, chứ không thể tiến hóa làm con người được. Chỉ có nghiệp lực của con khỉ, khi con khỉ chết, nó tiếp tục luân hồi, tái sanh làm người. Từ con người cổ sơ, sống đơn giản dựa vào thiên nhiên, mức sống của thiên nhiên thì có hạn, còn con người sanh sản thì vô hạn, nên con người buộc phải tiến hóa dần để bảo vệ sự sống còn của mình, duy trì cho đến ngày nay. Do đó, con người trở thành văn minh phát triển theo chiều hướng khoa học hiện đại hóa, để sản xuất ra vật chất phục vụ cho
cho đời sống con người như hiện nay. Loài khỉ sống thanh tịnh trong sạch hơn các loài động vật khác nhờ hành động sống tự nhiên theo nghiệp nhân quả thiện tạo thành nghiệp lực thiện. Khi con khỉ chết, nghiệp lực thiện chiêu cảm môi trường thiện luân hồi tái sanh thành con người. Đừng hiểu rằng con người chết là sẽ tiếp tục sanh làm con người nữa, hiểu như vậy là không đúng luật nhân quả. Đức Phật dạy, được thân người là khó, khó như con rùa mù tìm bọng cây giữa biển khơi. Chỗ này có dịp thầy sẽ giảng dạy để hiểu biết rõ ràng hơn. Trí hữu hạn của con người không cho phép các nhà khoa học hiểu hơn, cho nên các ngài dùng sự so sánh những hành động và sự cơ cấu cơ thể của loài khỉ vườn giống như những hành động và cơ cấu của cơ thể của loài người cổ xưa tiền sử, mà cho rằng thủy tổ của loài người là khỉ vườn. Đó là cái hiểu chưa tới của các nhà khoa học. Muốn gây tạo giống con người thì phải có môi trường thích hợp với con người, chính các duyên của con người. Chứ chưa có các duyên của con người thì không thể nào gây tạo giống con người được. Cho nên thuyết tiến hóa từ con vật thành con người thì mơ hồ trừu tượng không chính xác. Bởi phần sắc uẩn của con người đầy đủ hơn loài động vật, nhất là sự cấu tạo bộ óc của con người về tế bào não, phần sử dụng về tinh thần tưởng uẩn và thức uẩn thì loài khỉ vườn không thể có được. Còn nữa, cái chưa tới của các nhà khoa học đó là trí tuệ của loài khỉ vườn và trí tuệ của những người tiền sử đều sống dựa trên thiên nhiên. Loài khí vườn trí tuệ không sáng tạo và phát minh những cái gọi là văn minh và sáng tạo của loài khí vườn được. Cho nên, khí vườn ngàn đời chỉ là khí vườn, còn người tiền sử đời sống cũng giống như loài khí vườn, nhưng lại biết phát minh và sáng tạo, nên để lại cho chúng ta sau này một kho tàng văn minh vĩ đại từ ngôn ngữ, toán học, y học, sử học, đạo học đến khoa học văn văn. Chúng ta chỉ là những người thừa kế và dựa theo cơ sở đó mà phát triển khoa học hiện đại. Nếu không có văn minh của người tiền sử để lại, liệu chúng ta có thể có một nền văn minh khoa học hiện đại và kỹ nghệ hóa như ngày hôm nay chăng? Cho nên loài khí vườn không có trí tuệ thông minh như con người, nó thường sống theo bản năng tự nhiên, thường bắt chước loài người hơn là sáng tạo phát minh như con người. Thủy tổ của loài người rất thông minh. Khi con người có mặt trên hành tinh này, nếu loài người không có sự thông minh thì nó đã bị diệt chủng ngay từ lúc ban đầu. Tại sao vậy? Vì cấu trúc cơ cấu cơ thể của loài người tuy có giống như loài khỉ vườn nhưng hoàn toàn không giống hẳn, có những chỗ còn sai khác. Vì thế con người không thể dùng sức mạnh để bảo vệ sự sống như loài mãnh thú, cũng không thể trốn chạy truyền nhảy nhanh nhẹn như loài khí vườn hươu nai được. Loài người bảo vệ sự sống bằng trí tuệ thông minh của mình nên thường phát minh và sáng tạo đều do bộ óc. Đó là điều cần thiết của loài người mà các loài động vật khác không thể có được. Cho nên loài khí vượng là thủy tổ của loài người là mơ hồ trừu tượng. Chỉ có qua sự so sánh những bộ xương của người tiền sử và những bộ xương của loài khỉ vượng giống nhau, rồi các nhà khoa học đã suy ra và tuyên bố những chứng minh khoa học đó chưa đủ để xác chứng thủy tổ của loài người là khỉ vượng. Luật nhân quả đã xác định mọi tiêu chuẩn của mọi loài chúng sanh. Nếu chúng sanh sống và tạo những tiêu chuẩn đó thì sẽ sanh làm loài vật đó, chứ không phải tiêu chuẩn đó mà làm loài vật khác được. Có nghĩa là loài động vật đó sống thiền ở cấp độ thiền đó thì sanh làm loài chúng sanh đó, còn ngược lại sống ác với những cấp độ ác đó thì sẽ sanh vào loài chúng sanh đó. Luật nhân quả rất công bằng và công lý, nên tiêu chuẩn thiện ác của nó rõ ràng không thể sai khác được. Mà với trí tuệ vô hạn của Đức Phật, Ngài đã thấu suốt luật nhân quả. Do đó, Ngài dạy chúng ta cách thức sống năm tiêu chuẩn thiền để còn tiếp tục làm thân người thiền
và chỉ có thân người thiện mới đủ trí tuệ, thông minh, rèn luyện, tu tập, chấm dứt khổ đau và luân hồi. Các pháp vô thường luôn luôn theo sát những hành động, nhân quả của muôn loài. Vì thế, các pháp liên tục thay đổi tạo thành một nghiệp lực. Nghiệp lực đó tiếp tục tiến hóa, tái sanh làm loài vật cao cấp như loài trời người. Và nghiệp lực đó thoái hóa thì phải tái sanh làm loài động vật hạ cấp. Đó là một đạo luật công bằng và công lý đối với tất cả các loài động vật trên hành tinh này. Nó không áp dụng riêng cho con người mà cho tất cả. Vì muôn loài vật do môi trường sống vô minh duyên hợp sinh ra, do đó từ con vật lớn nhỏ cho đến loài người đều vô minh làm chấp. Nhưng loài người nhờ trí tuệ thông minh thường tìm tòi sáng tạo và phát minh, nên đã thấy sự vô minh của mình. Khi đã thấy sự vô minh của mình thì đó là minh, mà đã có minh thì con người làm chủ được môi trường sống của mình. Làm chủ môi trường sống của mình tức là làm chủ sanh già bệnh chết. Làm chủ sanh già bệnh chết là làm chủ nhân quả. Làm chủ nhân quả là làm chủ mọi sự đau khổ và chấm dứt tái sanh luân hồi. Chấm dứt tái sanh luân hồi tức là giải thoát ra khỏi thân nghiệp. Nguồn gốc vũ trụ. Câu hỏi của cháu Dũng hỏi: Kính bạch thầy, nguồn gốc vũ trụ như thế nào? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Nguồn gốc vũ trụ chỉ là một môi trường sống hoặc chết đối với trí hữu hạn của chúng ta. Nếu muốn tìm hiểu biết rõ hơn nữa thì trí hữu hạn không cho phép chúng ta hiểu, còn trí vô hạn của chúng ta chưa có mà chúng ta muốn hiểu thì chúng ta sẽ hiểu bằng tưởng tri, mà hiểu bằng tưởng tri thì sai sự thật. Cho nên bây giờ chúng ta nên tìm hiểu cái gì có lợi ích thiết thực cho chúng ta và mọi người thì không phí thì giờ quý báu. Thì giờ đó chúng ta làm những việc ích lợi khác còn có ý nghĩa hơn. Cho nên ngày xưa có những ai hỏi Phật những điều không ích lợi, những hí luận ảo tưởng mơ hồ, thì Đức Phật làm thinh không trả lời. Còn ở đây thầy cố gắng giải thích để mọi người hiểu một cách đại khái về nguồn gốc của vũ trụ. Dù chúng ta có biết rõ về nguồn gốc của vũ trụ thì cũng chẳng ích lợi gì cho cuộc sống mà hàng ngày chúng ta thọ chịu biết bao nhiêu là sự khổ đau. Bây giờ cháu hãy lắng nghe cho kỹ nguồn gốc của vũ trụ. Chỗ nào có môi trường sống là nơi đó có cỏ cây và loài động vật xuất hiện. Còn chỗ nào không có môi trường sống thì nơi đó là môi trường chết. Chết ở đây nghĩa là chưa có muôn loài vật sống, chứ riêng hành tinh ấy vẫn sống vì nó đang hoạt động, đang đi trên quỹ đạo của nó. Cho nên nói nó chết là không đúng. Những phi thuyền thám hiểm công trăm và được các nhà khoa học nghiên cứu cho biết mặt trăng là hành tinh chết, điều này không đúng vì mặt trăng đang đi quanh trái đất. Nó đang hoạt động như vậy sao bảo là nó chết? Mặt trăng đang vận hành như vậy thì nó sẽ tạo duyên hợp cho các duyên hiện có thành những duyên mới. Những duyên mới hợp với những duyên cũ tạo thành những duyên mới khác nữa. Khi duyên hợp trùng trùng như vậy thì một ngày kia mưa gió sẽ thuận hòa và cỏ cây sẽ xuất hiện. Cỏ cây sẽ xuất hiện thì lần lượt loài động vật xuất hiện. Loài động vật xuất hiện thì loài người trên cung trăng sẽ xuất hiện. Như vậy, một vài triệu năm nữa cung trăng cũng có môi trường sống như trái đất của chúng ta. Nói đến môi trường thì không thể nào nói đến môi trường đơn điệu được. Tại sao vậy? Vì khi có cái này thì phải có cái kia. Vì thế Đức Phật dạy thế giới là do các duyên hợp. Có duyên hợp mới có thế giới, có thế giới mới có vũ trụ. Nhưng ở đây ai tạo ra duyên hợp? Chính các hành ấy. Không có hành thì không có duyên hợp, không có duyên hợp thì không có thế giới, không có vũ trụ. Đến đây
chúng ta bảo rằng các hành là nguồn gốc của vũ trụ thì chưa đúng, vì các hành phải có sự điều khiển của ai đó. Vậy ai đó điều khiển các hành? Xin thưa, không có ai điều khiển các hành. Vì các hành thường hoạt động theo sự vô minh của mình, nên Phật dạy vô minh. Như vậy, vô minh là nguồn gốc của vũ trụ ư? Không đúng đâu. Nguồn gốc của vũ trụ là 12 nhân duyên, chứ không thể một nhân duyên mà thành nguồn gốc của vũ trụ được. 12 nhân duyên gồm có 1 duyên vô minh, 2 duyên hành, 3 duyên thức, 4 duyên danh sách, 5 duyên lục nhập, 6 duyên xúc, 7 duyên thọ, 8 duyên ái, 9 duyên hữu, 10 duyên thủ, 11 duyên sanh, 12 duyên ưu bi sầu khổ bệnh tử. Đó là nguồn gốc vũ trụ hiện bày một thế giới quan đầy khổ đau của loài người mà Đức Phật đã xác định rõ ràng. Bài Pháp 12 nhân duyên là Đức Phật đã chỉ rõ cho mọi người biết nguồn gốc vũ trụ. Nếu 12 nhân duyên này không có, thì vũ trụ này không có. Vũ trụ này không có, thì con người và vạn vật không có. Con người và vạn vật có, thì vũ trụ này có. Con người và vạn vật có đều do 12 nhân duyên. Vì thế, gốc vũ trụ là 12 nhân duyên như trên đã xác định. Người hoàn hảo, câu hỏi của cháu Dũng hỏi: đến nay con gặp được Phật Pháp chân chánh của Thầy, con rất mừng như người chết đuối giữa dòng nước vớ được cọc. Khi gặp được Phật Pháp chân chánh là con đã có gia đình vợ dạy con thơ, để sống đúng lời dạy của Thầy, không làm khổ mình khổ người, thì con phải nuôi dạy cháu đến trưởng thành, sau đó mới có thể đi tu được. Đó là cái thiệt thòi của con. Con biết có nhiều người đã quy y Tam Bảo từ lâu, xong cả đời họ chẳng có một ngày sống mà giữ gìn một giới trong năm giới cấm dành cho người cư sĩ. Con thì không muốn vậy. Con muốn rằng một khi đã quy y Tam Bảo thì phải thực hiện tam quy ngũ giới nghiêm chỉnh, thì phải sống đúng một cuộc sống của người cư sĩ đệ tử chân chánh của Đức Phật. Còn nếu vì bất cứ một lý do gì mà thấy không làm được thì thôi, chứ không nên sống nửa đời nửa đạo như Thầy đã nói. Vì điều đó cũng làm khổ mình khổ người, vì sẽ làm vợ con hoang mang buồn khổ, cuộc sống gia đình nghi kỵ lẫn nhau, hiểu lầm nhau. Đó là điều con không muốn. Chính vì vậy mà đến đây con vẫn chưa quy y. Đáp: tu theo đạo Phật đâu cần phải quy y. Xưa có một bà la môn khi nghe Đức Phật sống một đời sống phạm hạnh giải thoát như vậy, ông liền bắt chước sống theo. Đến khi gặp Phật, ông chẳng biết Phật là ai. Lúc bấy giờ Đức Phật lấy làm lạ, sao lại có một bà la môn sống y như mình, nên Đức Phật hỏi: thầy của hiền giả là ai? Vị bà la môn trả lời: thưa hiền giả, thầy của tôi là Đức Phật Gotama. Đức Phật hỏi tiếp: có bao giờ hiền giả đến gặp Đức Phật Gotama chăng? Vị bà la môn trả lời: thưa hiền giả, chưa bao giờ tôi gặp thầy tôi cả, vì thầy tôi ở tận nước Xá Vệ tại tỉnh Xá Kỳ Hoàng. Đức Phật hỏi tiếp: phỏng chừng hiện giờ gặp Đức Phật Gotama, hiền giả có nhận ra chăng? Vị bà la môn đáp: thưa hiền giả, làm sao tôi có thể nhận ra được ngài? Thấy thế, Đức Phật rất thương tâm, ngài bảo rằng: chính ta là Đức Phật Gotama đây. Trên đây là một mẫu chuyện để thấy người tu theo đạo Phật đâu cần phải quy y Tam Bảo, mà chỉ sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình của người, tức là sống đúng phạm hành Tam Bảo, là quy Tam Bảo rồi. Bởi vậy thời nay có hàng vạn người quy Tam Bảo nhưng sống làm khổ mình khổ người, thì quy Tam Bảo có nghĩa lý gì mà còn làm thêm tội cho Phật Pháp? Vì thế Đức Phật bảo rằng chỉ có những người đệ tử của ta mới giết đạo ta chết. Tu theo đạo Phật không có nghĩa là phải vào chùa hay phải vào rừng sâu núi thẳm để xa lánh thế tục,
ngồi thiền tụng kinh, niệm chú, niệm Phật, hoặc lại hồng danh sám hối cho tiêu tai giải nghiệp, hoặc được chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ. Tu theo đạo Phật là phải tu tập đúng như lời Đức Phật đã dạy, chư ác mạt tác, chúng thiền phụng hành. Có nghĩa là người muốn tu tập theo đạo Phật thì phải tập sống là một con người hoàn hảo, tức là không còn mang bản chất của loài cầm thú nữa. Một con người hoàn hảo là một con người có đạo đức, nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày, đối với ông bà, cha mẹ, anh em, chị em, vợ chồng, con cái, bà con quyến thuộc, bạn bè, thân hữu, chòm xóm, láng giềng, vân vân, luôn luôn phải đối xử với nhau biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, và còn phải biết tha thứ, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Nhờ đó mới không làm khổ mình, khổ người. Những hành động sống này chính là tu theo đạo Phật, đạo giải thoát thật sự ngay liền. Một bằng chứng cụ thể đó là giải thoát đời sống con người, khiến cho con người có một đạo đức, nhân bản, nhân quả cao thượng tuyệt vời. Đây là giai đoạn tu tập giải thoát thứ nhất mà người cư sĩ và tu sĩ đạo Phật nào muốn cầu giải thoát thì cũng đều phải tu tập cho viên mãn. Nếu giai đoạn này tu tập chưa xong mà muốn tìm cầu sự giải thoát cao hơn như ngồi thiền nhập định, định chỉ hơi thở, thì đó chỉ là một sự mơ mộng viển vông mà thôi. Khi nào trong cuộc sống đã giữ gìn được đạo đức, nhân bản, nhân quả, từ sống cũng làm khổ mình, khổ người, thì mới xin bước vào tu hành ở giai đoạn 2. Nếu trong cuộc sống còn làm khổ mình, khổ người, thì đừng nên tu tập thêm bước thứ 2, mà cũng đừng xin tu tứ niệm xứ, vì tứ niệm xứ là ở giai đoạn tu tập chánh niệm trong bát chánh đạo, nên nó là giai đoạn thứ 2. Nếu ham tu tập ở giai đoạn 2 thì thiếu căn bản, nên kết quả chẳng có gì. Vì thế, tu hành chỉ hồi công vô ích mà thôi, khả năng không đủ. Mà tu tập vượt lớp như vậy, đôi khi sẽ bị ức chế khiến cho thân tâm thành bệnh, có khi rối loạn thần kinh hoặc tẩu hỏa nhập ma điên khùng. Nếu về đạo đức, câu hỏi của cháu Dũng hỏi: Kính thưa Thầy, ngăn ác diệt ác pháp, xong lại phải không làm khổ mình, khổ người. Trước đây, con thấy nó là mâu thuẫn nhau. Từ lá thư của Thầy chỉ bảo cho con sáng tỏ được nhiều. Con hiểu rằng, muốn thực hiện được điều đó, còn đòi hỏi sự khéo léo, phải không thưa Thầy? Mình thấy cái ác, cái làm khổ mình, khổ người, cái vô lý, thì phải chống lại nó. Xong phải làm sao cho người ác hiểu ra mà không được dùng lời nói hành động làm họ đau đớn, phải không thưa Thầy? Trong mọi cuốn sách của Thầy, cuốn nào con cũng thấy Thầy nhắc đi nhắc lại, không làm khổ mình, khổ người. Đến nay con hiểu rằng đó là cứu cánh. Nếu thực hiện đúng thì cuộc sống của chúng ta dễ chịu biết bao, và đó là niết bàn tại thế, có phải không thưa Thầy? Đáp: Đúng vậy, ngăn ác diệt ác pháp, tức là không làm khổ mình, khổ người. Không làm khổ mình, khổ người là một đạo đức cao thượng tuyệt vời. Vì thế, không những phải khéo léo mà còn phải thiện xảo trong mọi hành động, từ lời ăn tiếng nói đến những cử chỉ và sự tư duy suy nghĩ, phải khéo léo thiện xảo, tỉnh thức hoàn toàn. Đúng vậy, thấy cái ác, cái làm khổ mình, khổ người, cái vô lý, cái phi đạo đức, thì mình phải chống lại để đem lại sự an vui, hạnh phúc cho nhiều người bằng một sự công bằng và công lý, chứ không phải chỉ có đem lại sự an vui, hạnh phúc cho một cá nhân của mình. Vì chống lại sự bất công, sự vô lý, sự phi đạo đức thì phải có sự va chạm ấy chúng ta phải khéo léo thiện xảo, khiến cái sự va chạm ấy trở thành mát lành. Vì thế mọi người mới được an vui. Cũng như Thầy viết kinh sách nói thẳng nói thật, vì biết
Những lời nói này sẽ mang lại ích lợi lớn cho nhiều người và chỉ va chạm với một số ít người đang bị danh lợi làm mờ mắt, nhưng cũng là tiếng cảnh tỉnh cho họ và sẽ có lợi ích cho họ sau này. Ngăn ác diệt ác là một việc làm rất tế nhị, thiện xảo, khéo léo, cho nên nó nêu rõ hành động của chúng ta khi gặp đối tượng có cả hai với một lượt, không làm khổ mình, khổ người. Nếu một với thì chúng ta rất dễ làm, còn hai với là một điều rất khó. Nếu chúng ta không thiện xảo, khéo léo thì không thể nào thực hiện được đạo đức nhân bản này. Cho nên Đức Phật dạy thiện xảo nhập vào thiện pháp, thiện xảo an trú sống trong thiện pháp. Phần nhiều thiện xảo là cố tránh né va chạm, cho nên lấy nhẫn nhục làm đầu một cuộc đấu tranh tư tưởng, kế đó mới tùy thuận. Nhưng tùy thuận không bị lôi cuốn là một thiện xảo tuyệt vời, giúp cho mình vui, người khác vui, vì thế mới được gọi là bằng lòng cả hai, mình và người. Đúng vậy, con đã hiểu không làm khổ mình khổ người là một cảnh giới niết bàn, là thiên đàng tại thế gian, chứ đâu còn tìm kiếm nơi đâu. Sự tu hành theo đạo Phật chỉ có bấy nhiêu để thôi, không làm khổ mình khổ người, nhưng nó là một trường kỳ chiến đấu với nội tâm, chứ không phải tu một ngày một bữa là xong. Sự chiến đấu này phải có đầy đủ nghị lực kiên cường, bền chí gan dạ phi thường, và còn phải có trí tuệ sáng suốt, khéo léo và thiện xảo trong mọi hành động đối xử với các pháp, thì mới không làm khổ mình khổ người, bởi chính nó là nền đạo đức nhân bản của đạo Phật. Vài hàng cháo rõ thăm và chúc cháo thành tựu đạo đức nhân bản, không làm khổ mình khổ người trong mọi hoàn cảnh, để đem lại cho mình, cho người một hạnh phúc chân thật, kính ghi. Quy y Tam Bảo. Câu hỏi của Liễu Tâm hỏi: Kính bạch thầy, hiện nay có một số cư sĩ mong muốn thiết tha được thầy chấp nhận cho thọ tam quy và ngũ giới. Số danh sách này hiện nay con đang giữ. Với nguyện vọng tha thiết như vậy thì có được thầy cho phép không ạ? Con xin thưa thầy hãy giúp đỡ. Nếu đủ duyên thì có 2-3 cư sĩ ước ao được về tu viện bái kiến đảnh lễ dưới chân Đức Từ Phụ, thì con sẽ gửi danh sách cho các cư sĩ mang vào, bằng không thì con sẽ gửi qua đường bưu điện. Xin thầy vui lòng cho con biết. Đáp: Con nên gửi danh sách họ, tên, tuổi và địa chỉ của các cư sĩ để thầy làm lễ thọ tam quy ngũ giới cho. Nếu quý cư sĩ không vào được thì nên chọn ngày đầu tháng hoặc ngày rằm tập trung tại một điểm nơi có thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trước hình ảnh Đức Phật. Tất cả các cư sĩ đồng quỳ xuống chắp tay cầu xin chư Phật chứng minh theo lời nguyện dưới đây. Hôm nay chúng con nguyện đời đời thọ tam quy ngũ giới theo vết chân của Đức Phật mãi mãi muôn đời, để cầu được giải thoát sanh tử luân hồi. Nguyện xong, đảnh lễ Đức Phật 3 lạy, rồi ngồi xuống mở băng nghe thầy truyền thọ tam quy ngũ giới. Sau khi thọ tam quy ngũ giới xong, các cư sĩ quỳ xuống tắc bạch lời tri ân Phật và tri ân thầy. Sau khi tắc bạch xong, Liễu Tâm thay mặt thầy trao pháp quy y cho mọi người. Trung tâm an dưỡng chân lạc. Câu hỏi của Liễu Tâm hỏi: Kính bạch thầy, ở ngoài Bắc hiện nay có một số các cháu cư sĩ như cháu Tuấn, có ước nguyện khi nào trung tâm an dưỡng có đủ duyên được ra đời để giúp người nghèo, thì các cháu này cả gia đình tình nguyện về nơi đây, được đóng góp sức nhỏ bé của mình, dù bất cứ làm việc gì, miễn sao là làm theo lời thầy chỉ dạy, là các cháu vui mừng lắm. Ngoài ra, còn có các cô cư sĩ cũng có ước nguyện như gia đình cháu Tuấn. Con xin kính bạch lên thầy về những ước nguyện của chúng con, ngưỡng mong thầy tạo lưu duyên cho chúng con để thể hiện được ước nguyện. Đáp: Hiện giờ trung tâm chưa thành lập, nhưng cơ sở kinh tế của trung tâm được cư sĩ Hoàng Tâm mở gọt chân tâm đóng ngọt thực hiện.
Nếu cái công ty hoạt động thì trung tâm mới thành hình, chừng đó thầy sẽ gọi các cháu. Điều cần thiết hiện giờ, các cháu phải ráng tu tập và rèn luyện thân tâm, đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trong mọi hoàn cảnh và mọi đối tượng, nhưng không được để ác pháp lôi cuốn. Trung tâm an dưỡng là nơi để cho mọi người từ già đến trẻ được nghỉ ngơi và học tập đạo đức làm người, sống không làm khổ mình khổ người. Một đạo đức làm người mà mọi người đang sống trên hành tinh này đều cần phải được trau dồi, học tập và rèn luyện để thực hiện một cuộc sống mang đầy đủ ý nghĩa làm người xứng đáng là con người của Phật giáo, đầy đủ trí tuệ và lòng yêu thương tha thứ mọi lỗi lầm của những người khác. Đường đi nhân quả. Câu hỏi của Liễu Tâm. Hỏi kính bạch thầy, vừa qua con có nghe một số câu hỏi khiến cho tâm con bất an vì con còn si mê, nên việc ấy con có suy tư để tự mình phân tích và trả lời cho tâm mình, có chỗ con thông hiểu và có chỗ con chưa thông hiểu. Nay con xin mạnh dạn hỏi thẳng vào những chỗ con chưa hiểu thấu đáo, để từ đây con không còn u tối và cả những vị đặt ra câu hỏi cũng đã được thông suốt đáp. Để trả lời câu hỏi thứ nhất, với trí hữu hạn, người ta không thể thấy loài gia súc là những người thân thương của mình. Vì ái kiết sử chưa đoàn nên khi bỏ thân người, tình cảm thương yêu con cháu vẫn còn. Do cuộc sống tạo tội ác ăn thịt chúng sanh thành nghiệp, nên những người thân của chúng ta phải tái sanh làm thân gia súc để được gần gũi con cháu. Cô Diệu Quang nuôi mèo chó, không bao giờ đánh đập chúng, quý trọng hơn thân mình. Có thể liều chết cứu mèo chó, cô đối xử với chúng là đối xử theo luật nhân quả của ái kiết sử để đoạn dứt nhân quả tiền kiếp bằng cách lấy thiền kiểm nghiệp, chứ không phải nuôi để tạo nghiệp mới. Nếu một người nuôi gia súc bằng cách đi mua hoặc xin về nuôi là tạo nhân quả mới, còn từ đâu loài súc vật đến nhà mình, đó là duyên nhân quả kiếp trước phải trả. Cô Diệu Quang trả nợ nhân quả, nhưng trả bằng cách nào mà người trả và người vay đều trong thiện pháp, có nghĩa là không làm khổ mình khổ người nữa, tức là không gieo nhân quả mới của kiếp tới. Loài chó mèo là loài thú ăn thịt sống, chúng thường săn đuổi bắt các loài vật khác ăn thịt. Ở đây cô Diệu Quang cho chúng ăn cá bể. Một, thứ nhất, cho chúng ăn chay, chúng thèm thịt nên ăn rất ít và hay tạo tác bắt loài vật khác ăn thịt, làm nên tội từ sát sanh. Hai, thứ hai, cho chúng ăn cá bể là mục đích giúp cho chúng đừng từ sát sanh, vì nghiệp từ sát sanh là tội rất nặng. Nhưng loài chó mèo đã tạo nghiệp ác nhiều đời nên nay đã thành thói quen như vậy, tạo cho chúng gián tiếp sát sanh tội nhẹ hơn là để tự chúng đi săn bắt và giết các loài vật khác. Ba, thứ ba, thấy chúng ăn chay chưa quen nên ăn ít quá thân gầy ốm. Ví dụ như mình nuôi cha mẹ mà cha mẹ ăn chay không được, thân gầy ốm, thì mình phải làm sao để cho cha mẹ ăn được và ít tội lỗi từ sát sanh hơn? Do suy nghĩ đó, cô không ngại người ta chỉ trích cô. Cô cứ nghĩ khen chê là bề mặt của danh ở đời, không thực chất của đạo. Còn bây giờ, cô đang trả nghiệp nhân quả. Loài mèo chó từ đâu đến? Chứ cô không thích nuôi chúng, nhưng chúng đến cô phải nuôi tận tình như nuôi cha mẹ mình vậy. Cô nghĩ rằng loài gia súc là cha mẹ nhiều đời của mình có duyên mà gặp lại trong đời này, là do lòng thương yêu chưa dứt thì phải hết lòng cung phụng. Dù ai có nói gì, cô sẵn sàng chấp nhận, miễn là làm tròn bổn phận đạo đức làm người. Việc làm này ai hiểu được, trừ những người có đôi mắt nhân quả hoặc có tâm minh thì mới rõ. Loài chó mèo là loài ăn thịt sống, chúng thường săn đuổi bắt các loài vật khác ăn thịt. Nếu không cho chúng ăn cá bể thì chúng sẽ bắt những con vật khác hiền lành vô tội để ăn thịt, thì phạm vào tội từ sát sanh, tội rất nặng như thầy đã nói ở trên. Còn nếu cho chúng ăn cá bể hôi thối thì chúng ít tạo tội từ sát sanh,
Vậy mà chúng còn bắt giết những con vật khác vô tội như rắn, rắn mối, cóc, nhái, cào cào, chuột và gà vịt của người khác. Tuy chúng không ăn vì được cô Út nuôi chúng no đủ, vậy mà bản chất sát sanh hung dữ, chúng thường giết chết những loài vật hiền lành này. Nhờ ăn cá bể nên chúng ít đi săn lùng. Nhờ cho ăn cá bể mà chó mèo ở đây ít tạo tội ác từ sát sanh. Đó là việc làm của cô Diệu Quang, giúp những người thân của mình, hay nói cách khác là giúp cho loài chúng sanh có duyên với cô sớm thoát khỏi thân mèo chó. Vì nợ nhân quả đời trước nên đời này chó mèo quay quanh cô Út để đòi nợ. Khi cô trả nợ xong, mèo chó cũng sẽ chết hết. Đó rồi các con xem, hiện giờ tất cả mèo đã chết hết rồi, chỉ còn mấy con chó mà thôi. Nhưng rồi đây khi cô Út hết nợ, nó cũng sẽ ra đi vĩnh viễn. Người không hiểu biết còn ở trí hữu hạn, cho cô Út mua cá bể cho chó ăn là làm tội ác. Đó là không thấy được nhân quả nên kết tội cái khác. Kết tội cái khác tức là tạo tội cho mình. Vì luật nhân quả rất công bằng, xử phạt ngay liền, không thể tránh khỏi. Khi mình kết án người là chướng ngại pháp đến với tâm mình, khiến cho mình bất an, cho nên Đức Phật dạy: đừng biết chuyện người mà hãy biết chuyện mình. Ví dụ, quý Phật tử nuôi cha mẹ ăn chay không được, thì quý Phật tử nghĩ sao? Phải cho cha mẹ ăn thứ gì trong lúc cha mẹ thèm thịt và cá? Việc làm của cô Út có hai việc lợi ích. Thứ nhất, làm giảm bớt tội lỗi cho loài chúng sanh. Thứ hai, để thử thách những người tu có theo đúng lời Phật dạy hay không, biết chuyện mình đừng nên biết chuyện người. Thế mà các cô tu hành luôn biết chuyện người, tu như vậy có đúng lời Phật dạy hay không? Nếu thuận duyên thì đâu thấy được tâm người tu. Nhờ có nghịch duyên này mới rõ được các cô không xả mà ức chế tâm, luôn biết chuyện người, thấy phải, thấy trái, thấy tốt, thấy xấu, thấy thiện, thấy ác của người khác. Mà sao không thấy phải, trái, tốt, xấu, thiện, ác, trắng đen của mình? Khi mình đem việc của người khác nói ra, mình là người tốt lắm sao? Nhất là người tu hành mở miệng nói xấu người ân của mình, người giúp đỡ mình từ miếng cơm manh áo, từ pháp tu hành, từ lời nhắc nhở, khuyên răn, đến những lời la rầy, chàm tự ái để mình được giải thoát. Không lẽ người đi tu cầu giải thoát mà vì những lời la rầy, chàm tự ái để mình xả tâm, mà ôm ấp trong lòng sanh thù hận nói xấu? Thù hận nói xấu để được những gì, hay để tạo thêm nhân quả ác cho mình? Trong khi cô Diệu Quang la rầy chạm tự ái để mong mình xả tâm, sống đúng đức hạnh, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, là thắp sáng ngọn đèn Phật giáo. Biết chuyện mình tức là biết lỗi mình để không làm lỗi nữa. Biết chuyện mình tức là biết chướng ngại pháp trong tâm mình để mình đẩy lui chướng ngại pháp trong tâm, thì tâm mình được an vui thanh thản, không phải là giải thoát hạnh phúc sao? Biết chuyện mình có lợi ích lớn như vậy, thế mà các cô tu hành luôn luôn cứ biết chuyện người mà chẳng hề biết chuyện mình. Biết chuyện người có lợi ích cho mình những gì đâu, mà còn làm hại cho con đường tu của mình, là không xả tâm được. Do nhờ chuyện nuôi mèo chó mà cô biết được tâm của mọi người tu không xả, nên cô càng đập mạnh hơn nữa. Nhất là các cô đã xuất gia tu theo kiểu ức chế tâm, không chịu xả, cứ thích ngồi trong thất rồi đi nói chuyện phím và kiếm chuyện nói xấu người này người kia, trong khi cô hết sức giúp đỡ cho các cô về đời sống và tu tập. Thế mà các cô trả ơn bằng những lời chỉ trích, nói xấu, không hiểu việc làm của cô như thế nào. Tâm mình còn xấu ác nên thấy việc người đều xấu ác. Tâm mình hết xấu ác nên thấy việc người không xấu ác. Đó là ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiền, tăng trưởng thiện pháp. Đập mạnh của cô Út có nghĩa là giúp các cô xả tâm diệt ngã để hoàn thành được đạo giải thoát tâm bất đồng. Còn nếu không xả tâm thì rời khỏi tu viện, đừng lấy sự tu hành mà lường gạt người khác, ngồi mát ăn bát vàng, lợi dụng mồ hôi nước mắt và sức lao động của người khác làm ra cơm ăn áo mặc, đem cúng dường
Ý là tu chẳng ra gì mà mang hình thức tu sĩ để ăn không ngồi rồi cho khỏe thân. 5 năm trời tu tập ngồi trong thất không làm động móng tay, Minh Tông nó bị cú út đập cho một trận, liền rơi xuống vực thẳm. Thế mới biết tâm như đất dưa, mục đích của đạo Phật là tâm bất đồng, cho nên người Phật tử dễ nhận ra người tu chân và người tu giả. Chính vì các cô nói xấu cô Diệu Quang mà con đường tu chẳng ra gì còn mang nghiệp quả rất nặng. Bằng chứng cháu Điệu Ngọc đã nghe lời các cô nặng nhẹ nói xấu của Út mà thọ quả điên khùng, hiện giờ lại còn bị phỏng nặng. Rồi đây các cô đã đang chỉ thọ những quả khi mà cô Diệu Quang chịu muôn vàng sự cực nhọc mọi mặt và nhiều tiếng tai không tốt, nhưng cô quyết chí đi sắp sáng lại ngọn đèn Phật pháp và làm lợi ích cho người đời sau.